Bữa nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách luộc trân châu đường đen. Và mình sẽ làm trà sữa trân châu đường đen và trà đào trân châu đường đen nha. Cái video này đặc biệt chỉ cho hai món này thôi. Bây giờ đầu tiên là cái loại trân châu này là tiết xài. Và nước thì mình để nó sôi, mình sẽ đổ trân châu vô. Đó. Thì mình luộc 30 phút, sôi 30 phút và đóng nắp lại thêm 30 phút nữa sau khi mình tắt lửa nha. Trong lúc mình chờ đợi trân châu sôi á các bạn, thì bây giờ bên đây Tiết sẽ làm trà nha. Bữa nay mình sẽ sử dụng là hai gói trà đó, cái hiệu này. Giờ mình sẽ chế nước sôi vào đó. Thì đây là những cái thành phần để mà bữa nay Tiết chia sẻ về món về trà đào trân châu đường đen và trà sữa trân châu đường đen. Thì cái này là đào tươi nè, đào trong lon chứ. Tiết mua ở Costco ha. Cái này mua Costco. Còn cái này á là mua ở Amazon. Cái này cũng Amazon luôn. Cái này là đào nước đường á, syrup nước đường mà mùi đào. Còn cái này là đó, đường nâu, nước đường nâu cũng Amazon luôn. Thì nồi trân châu của mình đang luộc đây các bạn. Mình đợi cho nó sôi đúng thời gian và mình phải ủ thêm nửa tiếng nữa thì mình bắt đầu mới thực hành được ha. Sau khi mình luộc 30 phút rồi các bạn, giờ mình sẽ ủ nha. Đó. Ủ lại thêm 30 phút nữa. Sau nửa tiếng nha các bạn, nửa tiếng mình ủ. Đó. Thì bây giờ Tiết sẽ vớt trân châu ra. Đây. Đó, mình sẽ vớt trân châu. Cái lý do mà mình phải ủ thêm nửa tiếng á là vì bạn của Tiết nói á, bạn của Tiết có tiệm trà sữa bên Việt Nam á, như nói là phải ủ như vậy á thì cái trân châu nó mới mềm. Mình có thể để qua đêm được, mình để qua đêm được luôn. Khi mình ăn á mà mình thấy nó hơi cứng á, mình chỉ bỏ vô microwave thôi. Đó, cái đó là cái lý do tại sao mình phải ủ thêm nửa tiếng. Luộc nửa tiếng và ủ nửa tiếng ha. Đó, thì cái này là cái bí quyết. Thì bây giờ Tiết sẽ vớt ra nè. Đó. Mình vớt ra xong rồi mình sẽ bỏ đường vô mình ướp á, cho nó có mùi đường đường nâu á. Đó, bây giờ Tiết sẽ vớt đây. Bây giờ Tiết sẽ bỏ cái đường này nè, đường sugar syrup này nè vô trong đây ha. Thì cái trọng lượng như thế nào? Bây giờ Tiết sẽ bỏ trước 4 muỗng này nha. Cho một bịch trân châu Tiết sẽ bỏ 4 muỗng này trước để mình nêm thử coi cái trọng lượng cái đường nó có vừa uống hay là chưa. Thì cái này Tiết nghĩ là tùy theo khẩu vị mỗi người. Nếu mà mình thích ngọt, trân châu ngọt á thì mình sẽ cho nhiều đường chút. Còn mình thích vừa ăn á thì mình sẽ nêm cho ít lại chút. Thì bây giờ Tiết sẽ bỏ 4 muỗng trước nha. Thì sau khi Tiết bỏ 4 muỗng đường dark brown syrup á, thì mình sẽ để chút xíu cho cái đường nó thấm vô cái trân châu. Và Tiết cũng mới nêm thì Tiết thấy là rất là vừa ăn đối với khẩu vị của Tiết. Thì cái đường này thật sự nó không có ngọt mà nó có cái mùi của đường đà, đường nâu á, nên nó thơm lắm. Đó, thì bây giờ mình để cho nó thấm vô trân châu chút xíu nha. Bây giờ mình sẽ làm qua tới phần trà đào nha. Thì đây là cái phần trà đào hai gói mà hồi nãy Tiết trụng Tiết chế nước sôi vô á. Thì Tiết chế có chút xíu thôi để cho cái vị đào nó, cái trà nó đặc á. Tiết sẽ chế vô trong ly này ha. Đó. Tiết sẽ chế vô ly này và bây giờ mình sẽ bỏ chanh. Thì cái này đó thì cũng tùy theo khẩu vị mỗi người nha. Mình thích chua nhiều thì mình bỏ chanh nhiều. Còn mình thích chua ít thì mình bỏ chanh ít. Bữa nay là Tiết tự quay á nên cái tay nó hơi run chút xíu. Tiết bỏ, bây giờ Tiết bỏ vô ba miếng chanh trước nè. Đó. Bây giờ Tiết sẽ bỏ tới cái phần syrup mà của đào nha. Mình sẽ chế vô trong đây. Đó, Tiết chế chút xíu trước ha. Bắt đầu giờ mình sẽ nêm thử coi có vừa uống hay là chưa. Mình sẽ lấy cái muỗng này.
Tiên muốn thêm chút xíu đường nữa. Đó. Rồi, bây giờ là tới phần popping. Đó, và phần đào nha. Thì bây giờ Tiết sẽ múc cái phần popping này vào cái ly trà đào. Bây giờ mình sẽ cho một muỗng nha. Đó, Tiết không có lấy cái nước, Tiết chỉ lấy cái viên popping này thôi, mình không có lấy nước. Đó, bây giờ mình sẽ lấy đào. Vienna rất là thích trân châu đường đen với trà sữa. Đó nên hồi Tiết sẽ làm cho Vienna. Bây giờ mình sẽ bỏ hai muỗng đào vô đây. Đó, mình sẽ quậy lên như thế nào. Đó, là xong rồi các bạn. Bây giờ mình chỉ bỏ đá vô thôi. Mình bỏ đá vô. Nhưng mà Tiết muốn thêm chút xíu Tiết muốn bỏ thêm một chút xíu trân châu đường đen vô cái ly trà đào của Tiết. Đó, tại Tiết thích uống trân châu đường đen nữa. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ thành như vậy. Bây giờ mình sẽ đi bỏ nước đá. Bây giờ mình sẽ bỏ đá vô nè. Đó. Thì để cho đẹp mắt, mình sẽ bỏ thêm một chút xíu này lên trên này. Đó, và một miếng đào nữa là xong. Rồi các bạn, mình đã hoàn thành ly trà đào trân châu đường đen popping nè. Đó, các bạn thấy đẹp không? Uống rất là ngon mà nhanh lẹ lắm. Nói chung là mình chỉ cần mua những cái đầy đủ cái gia vị của nó thôi là mình làm được thôi. Rồi bây giờ Tiết sẽ làm qua tới phần trân châu mình thấy lộn từ này ta, trà sữa trân châu đường đen. Mình nhờ Pia nào quay cho mình các bạn. Thì bây giờ mình sẽ làm trà sữa trân châu đường đen nha. Thì đầu tiên là mình phải xoay nó như vậy nè, đó, để mình có được cái màu. Cái này là mình thấy nó chưa có đủ đen nữa. Đúng là mình phải ở ngoài tiệm Tiết nghĩ nó họ làm nhiều đường hơn nữa. Nhưng mà cái màu nó rất là đen. Đó, Vienna rất là thích trân châu này. Cái trà sữa trân châu đường đen này là nó dễ làm nhất luôn các bạn. Rồi, vậy đó ha. Rồi bắt đầu mình chế này vô. Thì đúng ra là mình phải xài cái loại sữa regular. Nhưng mà ở nhà Tiết không có uống sữa đó. Tại vì Trúc Linh uống cái sữa này cho không có bị mập á. Nên mình sẽ xài cái sữa này luôn nha. Thì sau khi cái này là mình chỉ chế sữa vô thôi. Đó. Rồi. Các bạn thấy không? Đó, các bạn thấy không, ra cái màu trà sữa trân châu đường đen rồi đó. Giờ mình đi bỏ đá vô. Và sau một hồi thì mình đã hoàn thành hai ly. Một ly là trà đào trân châu đường đen và một ly là trà sữa trân châu đường đen các bạn. Đó, hoàn thành rất là đẹp.
Rồi, xin cảm ơn các bạn đã coi video của Tiết nha. Thì hy vọng cái video này Tiết chia sẻ cái cách làm nước, hai loại nước uống á, thì hy vọng mọi người sẽ thực hiện thành công. Bye bye.